mến chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 28 tháng 4 được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh Sen Vàng News. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính nổi bật sau đây. Ngoại tình là điều không ai muốn và là cụm từ đáng sợ nhất trong hôn nhân, nhất là với những người phụ nữ yêu thương và lo lắng cho chồng con mình hết mực, như câu chuyện đang được nhiều thành viên mạng xôn xao và chia sẻ ngày hôm nay. Cụ thể, cặp vợ chồng đã cưới và có con với nhau, mọi thủ tục pháp lý đều đã đầy đủ. Mọi chuyện bắt đầu khi chồng chuyển đến làm ở một công ty mới. Tại đây, anh ta ngoại tình với đồng nghiệp nữ, khi cô gái đã có bầu 6 tháng. Đôi tình nhân quyết định làm đám cưới, người chồng đã viết đơn ly hôn và ép vợ mình giải thoát cho cả hai. Trong đoạn tin nhắn qua lại giữa đôi bên do chính người vợ đăng tải lên mạng xã hội, ban đầu người chồng thành khẩn: "Anh xin lỗi em và các con, anh trót dại, giờ cô ấy đã có bầu rồi, anh mong em hiểu cho nỗi khổ của anh." Chưa dừng lại ở đó, khi người vợ hỏi về việc con cái tính thế nào sau ly hôn, người chồng thẳng thừng: "Con cô tự nuôi." Quá bức xúc trước thái độ ngang ngược của người chồng từng đầu gối tay ấp, người vợ cho biết sẽ không ký vào đơn ly hôn nữa. Đáng chú ý, chính tình nhân của người chồng đã cũng trực tiếp nhắn tin cho cô vợ, yêu cầu buông tha cho chồng sắp cưới của mình. Tối ngày 28 tháng 4, cư dân mạng sinh sống tại khu chung cư An Bình Plaza, số 97 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nghe thấy tiếng động lớn gần khu bể chơi và sân chơi trẻ em. Khi chạy xuống kiểm tra, cư dân mạng bàng hoàng phát hiện một dàn điều hòa vừa lắp đặt bất ngờ đổ sập xuống. Khi dừng lại tại chung cư An Bình, rất nhiều cư dân sinh sống tại đây đã có mặt bên dưới sảnh tòa, yêu cầu ban quản lý tòa nhà xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, phía ban quản lý cũng như đại diện chủ đầu tư từ chối xác nhận khiến cư dân hết sức bức xúc. Một cư dân sinh sống tại tầng 4 của tòa nhà cho biết, khi cả gia đình đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ bên dưới khu vui chơi. Do lo sợ, cả gia đình cư dân này ngay lập tức mang con nhỏ chạy xuống phía dưới. "Tôi ở tầng 4 nên nghe rất rõ. Thời điểm xảy ra vụ việc, tiếng động lớn phát ra khiến cả nhà tôi tưởng có cái gì rơi từ trên cao xuống. Chồng tôi vội bế con nhỏ chạy xuống dưới để kiểm tra thì thấy nguyên dàn điều hòa đổ sập xuống. Cư dân chúng tôi hết sức lo lắng về sự việc này. Hiện ban quản lý không chịu ký vào biên bản làm việc khiến chúng tôi vô cùng bức xúc." Một cư dân chia sẻ lại. Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau một đoạn clip của một nam thanh niên chạy xe đâm móp cửa hàng xóm nhưng vẫn thản nhiên vặn ga rời đi như chưa có chuyện gì. Toàn bộ diễn biến của sự việc đã được camera an ninh bắt trọn và sau khi xem đoạn clip, chủ nhà không khỏi tức giận với hành vi của thanh niên này. Theo camera ghi lại được, anh chàng đã điều khiển chiếc xe với tốc độ khá nhanh, nên đi tới khúc cua thì bị mất lái và chạy thẳng vào cửa nhà hàng xóm. Pha va chạm mạnh khiến một phần cửa bị méo và biến dạng, còn thanh niên kia thì dường như có chút choáng váng. Thế nhưng cuối cùng, anh chàng vẫn cố chấp rời ga đi. Chắc chắn nhà hàng xóm sau khi về nhìn thấy sự việc sẽ vô cùng hoang mang không rõ chuyện gì mới vừa xảy ra. Không phải tình yêu nào cũng có một cái kết thúc bình yên. Thực tế có khá nhiều người tìm cách trả thù bởi cảm thấy tổn thương. Bạn trai cũ đã đành, nhưng người phụ nữ dưới đây còn trả thù đến cả mẹ vợ của anh thì quả là một trường hợp hiếm thấy. Cụ thể, trên mạng xã hội có một bài đăng người phụ nữ họ Trương đã bị khởi tố 1 năm 10 tháng tù giam về tội kích động gây rối. Theo đó, cô nàng gặp và yêu anh Tạ vào năm 2012 khi anh làm việc ở Tây Sương. Trong khoảng thời gian yêu nhau, cả hai người thường xuyên cãi vã vì nhiều lý do, thậm chí Trương còn chặn số của anh và cuối cùng cả hai đã đường ai nấy đi. Sau đó, Tạ có một mối tình khác với cô Lưu và họ đã đăng ký kết hôn. Dù cô Lưu không phải là người thứ ba xen vào cuộc tình của cô Trương, nhưng cô gái này vẫn luôn muốn trả thù. Cô đã nhiều lần tìm mọi cách liên hệ với Tạ, thậm chí sau đó lại xúc phạm và đe dọa. Khi vợ anh mang thai, Trương đã ngày đêm gọi điện làm phiền, gửi cả ảnh đứa trẻ người đầy máu khiến cô Lưu sống trong sợ hãi nhiều ngày, dẫn đến sảy thai. Sau đó Trương lại nổi máu ghen và lập tức gọi điện đến một cửa hàng chuyên bán vàng mã, vòng hoa tang để gửi tới tận nhà bà Dương là mẹ cô Lưu, khiến bà tức giận đến nỗi phải nhập viện vì tổn thương cơ tim cấp tính. Sau đó Trương tiếp tục mua thêm 2 bộ vàng vải liệm và 20 bó tiền vàng mã gửi cho bà Dương để trút bỏ nỗi uất hận của mình. Sầu riêng là một món ăn yêu thích của rất nhiều người, nhưng giá cả thì lại khá đắt đỏ. Mới đây, có một cô gái bỏ ra 400.000 đồng chỉ để mua một quả sầu riêng với hy vọng có được một bữa ăn ngon lành. Nhưng đến khi bổ ra thì lại ngã ngửa vì bên trong không có cơm, thậm chí có những múi còn quá lép và không hề có sầu riêng bên trong. Có thể nói, với tâm lý háo hức chờ đợi một siêu phẩm sầu riêng thì thành phẩm này quả là sẽ có tính sát thương vô cùng khủng khiếp. Ở múi đầu tiên bổ ra, hoàn toàn không có múi cơm nào.
Muối thứ hai bổ ra có chiếc cơm nhỏ như hạt cơm. Muối thứ ba bổ ra thì tạm hài lòng, nhưng chung quy lại thì quả sầu riêng này quá đắt đỏ. Từ đây, cư dân mạng đã bình luận rằng đúng là không có gì hên xui bằng mua sầu riêng, và đôi khi giá rẻ mà chất lượng lại tốt. Còn ngược lại, quả rõ là đắt tiền mà cuối cùng lại không ra sao. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem được những tin tức mới nhất, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.